Mặc áo thun có in tên một thương hiệu thời trang nổi tiếng, thường sống về đêm ở những tụ điểm ăn chơi tại thành phố Đà Nẵng. Thế nhưng, nam thanh niên này lại thường xuyên đi lục thùng rác lúc nửa đêm. Nam thanh niên tên Nguyễn Huy Hải, 24 tuổi, ở huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng. Lực lượng chức năng xác định, nghi phạm Hải thường đến khu vực thùng rác gần nơi thuê để lưu trú tại phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn để lấy hoặc cất giấu ma túy mỗi khi về hoặc trước khi rời đi. Sáng sớm 21 tháng 4 năm 2024, lực lượng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng bắt quả tang nghi phạm Nguyễn Huy Hải có hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Trước đó, qua công tác nắm địa bàn, lực lượng trinh sát Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng phát hiện nghi phạm này có dấu hiệu khả nghi. Đại tá Nguyễn Viết Cử là trưởng phòng phòng chống ma túy và tội phạm thuộc Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng cho biết, trong quá trình theo dõi mật phục, lực lượng trinh sát biên phòng xác định nghi phạm Nguyễn Huy Hải thường ra khỏi căn hộ vào ban đêm, di chuyển bằng xe máy với tốc độ cao, chọn các tuyến đường khu vực vắng để giao nhận ma túy. Tuy trẻ tuổi, chưa có tiền án, tiền sự về ma túy, nhưng nghi phạm này có thủ đoạn, phương thức mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy tinh vi. Khi phát hiện có người xung quanh hoặc có dấu hiệu khả nghi phạm lập tức hủy bỏ các giao dịch, đổi hướng di chuyển, không đến các điểm hẹn. Tại nơi thuê để lưu trú, nghi phạm Nguyễn Huy Hải thường đến khu vực thùng rác lúc nửa đêm. Nhận định nghi phạm không để ma túy trong căn hộ mà giấu ma túy trong thùng rác để tránh bị đột kích, lực lượng biên phòng lên phương án đấu tranh. Lúc 0 giờ 50 phút sáng 24 tháng 4, ngay khi nghi phạm Hải xuống lục thùng rác ở tầng trệt khu căn hộ lưu trú, lực lượng phòng chống ma túy và tội phạm bất ngờ đột kích, khống chế nghi phạm với tang vật 3 viên thuốc lắc, một gói ma túy tổng hợp dạng hàng khay ketamin khoảng 4 gram. Lúc này, trong thùng rác còn giấu 36 viên thuốc lắc khoảng 25 gram. Nghi phạm Nguyễn Huy Hải khai nhận bản thân không có nghề nghiệp, chuyên bán ma túy cho các quán bar, pub, karaoke, khu vực biển Đà Nẵng và trung tâm thành phố để lấy tiền tiêu xài. Hiện Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng tiếp tục mở rộng điều tra vụ việc.